Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Đường đến giải Việt giả chào năm mới lần thứ 22 năm 2021 BTV Number One. Quý khán giả thân mến, những năm qua, phong trào xã hội hóa thể dục thể thao tại Bình Dương được triển khai rộng khắp và đã mang lại rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, giải Việt giả chào năm mới BTV Number One là một trong những điểm son tích cực. Qua hơn 20 năm duy trì và phát triển, giải đấu truyền thống của tỉnh Bình Dương luôn nhận được sự đồng hành của tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hàng nước uống vận động Number One. Được thành lập từ năm 1994, tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất Việt Nam, đặt chân vào ngành công nghiệp nước giải khát từ năm 2000, khi các thương hiệu quốc tế đã có một vị thế vững chắc ở thị trường Việt Nam. Song đến nay, Tân Hiệp Phát đã có bước tiến dài với những đột phá và sự phát triển vượt bậc, khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của thương hiệu Việt Nam. Qua 26 năm, Tân Hiệp Phát đã vươn lên và đủ khả năng cạnh tranh theo thị trường nội địa với những tập đoàn đa quốc gia, trở thành nơi làm việc của hàng ngàn người lao động. Với 4 nhà máy tại Bình Dương, Hà Nam, Quảng Nam, Hậu Giang, áp dụng công nghệ aseptic hiện đại bậc nhất thế giới để sản xuất nước giải khát có lợi cho sức khỏe với các nhãn hiệu được người tiêu dùng yêu thích như nước uống vận động Number One Active chanh muối, nước tăng lực Number One, trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tinh khiết Number One, nước uống vận động Number One Active. Hiện nay sản phẩm đang xuất khẩu đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những mục tiêu kinh doanh như doanh thu 3 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới, tập đoàn đặt mục tiêu không chỉ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận mà còn phải trường tồn phát triển bền vững trong ít nhất 100 năm. Gieo nỗ lực, đầu tư công sức, tài chính, nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng đầu tư phát triển hệ thống dây chuyền sản xuất, hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ. Đến nay, Tân Hiệp Phát đã gặt hái được nhiều thành công với rất nhiều giải thưởng có giá trị và được tổ chức nhà nước công nhận. Bên cạnh những thành tựu và đóng góp cho ngành kinh tế, Tân Hiệp Phát còn được biết đến với những đóng góp cho cộng đồng, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao. Là đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Tân Hiệp Phát luôn song hành với các giải đấu lớn nhỏ của tỉnh nhà, đặc biệt là ở các môn như bóng đá, xe đạp, việt giã. Riêng với giải Việt giã chào năm mới BTV Number One, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có 21 năm gắn bó. Được khởi nguồn từ năm 1999, với sự đồng hành, Tân Hiệp Phát đã liên tục và luôn luôn thấy đây là một niềm cảm hứng mà Tân Hiệp Phát cùng với BTV đón chào một năm mới, cũng là một sự kiện thường niên của người dân ở Bình Dương để đón chào và đem thêm những năng lượng tích cực vào một năm mới. Đồng hành cùng giải Việt giả chào năm mới BTV Number One từ những ngày đầu, chứng kiến sự phát triển của sân chơi truyền thống của tỉnh Bình Dương, là đơn vị tài trợ chính, tập đoàn Tân Hiệp Phát không khỏi tự hào, đồng thời tin tưởng mùa giải Việt giả năm nay sẽ tiếp tục là điểm hẹn ngày đầu năm mới của toàn thể nhân dân Bình Dương, là nơi diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn quyết liệt, nơi tinh thần Number One, tinh thần chinh phục mọi thử thách, hướng tới đỉnh vinh quang được phát huy. Cũng là một người con ở Bình Dương, Tân Hiệp Phát đã trụ lạc tại đây và cũng muốn đóng góp một phần nỗ lực và công sức của mình vào việc phát triển cùng với tỉnh. Và đó cũng là một nguồn động viên lớn cho Tân Hiệp Phát để liên tục được tham gia các hoạt động thể thao. Và đây cũng là chiến lược của Tân Hiệp Phát để được gắn bó đồng hành cùng người dân Bình Dương cũng như là các hoạt động thể thao trên toàn quốc. Một mùa xuân mới đang về, giải Việt giả chào năm mới BTV Number One lần thứ 22 năm 2021 sắp sửa khởi tranh. Cuộc đua đã trở thành nét văn hóa truyền thống rất riêng của người dân đất thủ Bình Dương trong ngày đầu năm mới. Càng trân trọng hơn khi đường chạy vào xuân luôn có sự đồng hành của những người bạn đường như tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nhãn hàng Number One Active với thông điệp bền bỉ đến cùng, chúng tôi mong muốn là sản phẩm sẽ giúp bù nước, bù muối khoáng và giúp cho các vận động viên vận động liên tục. Và đó sẽ là một người bạn đồng hành trên chặng đường với các vận động viên. Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường đến giải Việt giả chào năm mới lần thứ 22 năm 2021 BTV Number One số phát sóng hôm nay xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo vào khung giờ này ngày mai. Number One Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, bền bỉ đến cùng.